nhất á là cha sinh năm mấy là một ha. Rồi rồi ước nguyện của cha năm nay là như thế nào ạ? À? Cha nói năm thì mấy tuổi? Dạ. Năm con khỉ đó được không? Con khỉ. Mang vô cái dao quớt rồi. Và ước mơ là cho thế giới được nắm bên. Yeah. Thank you.